bạn thấy không? Rồi máy kéo lúa, máy cắt lúa này. Đó, máy kéo lúa nó cũng đầy. Hai này chạy trước này. Còn máy kéo lúa đi theo nó là dốc cái bờ lộ nằm sông Hậu. Mình ở gần cái nhà máy điện Long Phú á. Này nó quất rồi. Đúng rồi, khói quá trời các bạn. Ba lớp biết như bao. Đó. Thank you.
này đường như bao chú? 70 chú? 80 à? Về lại. Thank you.